Bà xưng lên chứ. 303 tiền dây số. Mày kỳ thôi quá. Hỏi chồng cô đi. Quên hỏi má chồng đi. Bị má chồng. Ơi. Má chồng. Ơi. Ở ngoài rồi. Ở ngày không cái quán cho mình nha. Thôi quá cho chồng cô bị kém vậy đó. Cho tốn tiền hao. Thôi tôi đâu có lát giống bà lưỡi vô lam đâu mà ăn chay. Bà đó mới ăn chay á. Con thấy chứ không có ác đâu. Kiều, đi đâu vậy vậy? Ca mua nước mía ra đâu gì Kiều. Không. Không. Bỏ cái sọ cái chạy luôn rồi gì chứ. Đang có làm hả? Kiều à. Đi ra tổng đó à. Gì chứ ra sớm nha cả nhà. Mày, mới mày. 10 giờ. Hôm nay là 25. Anh xa. Đẹp hơn nè chuyến này tụi mình đi. Nè, sướng chuyến này tụi mình đi đẹp hơn. Ăn xả thầy. Qua chỗ rồi má ơi. 28 rồi. Nhưng mà canh canh vừa rồi tôi đi gọi cho em. Lại la lại la. Nay quán bà Trân bị giờ ngồi đỡ bên bà Châu. Bạch ca lại la. Nói có clip nè, nếu mình bỏ mà không dẹp đó là gì chứ bị bắt đó. Quán ăn ta làm ăn mì chức nói là bậy rồi. Tự nhiên người ta không đái trong quần cũng nói ta đái trong quần nữa. Câu giờ trên mạng đó. Trên mạng nói quá trời luôn. Không có chó mượn cục sạc cha kêu à. Yến tử má ơi. Kìa bà lấy tiền yến tử đi 170. Bà chơi mày đốt quán ngày vậy chứ. Mạng giác mà cậy gì vậy? Anh em ơi, trên đồng mạng á má ơi, bà cha chốt bà chơi bà câu xấu người này hết câu xấu người kia đó, thực tế nè, bà chân bị dẹp nha. Cặp ca lại la qua quán bà Châu đi nha, mấy anh mấy chị. Rồi dẹp bà gì chứ có chạy chợ mở quán lại không? Gì chứ có mua mặt bằng nó lại không? Sáng dậy sớm quá chạy. Sao cái ổ chim ngày nào nó cũng đậu lên hoài chứ? Gì chứ? Cái ổ chim mà nó đậu lên đậu. Tóc mới gọi. Xui luôn. Nói là cái clip đàng hoàng nha. Có tin nhắn đàng hoàng nha. Phải xin cho mày là phải lên rồi. Cảnh ca lại la em qua quán bà Trung dẹp rồi. Bà lưỡi dao lam dẹp. Đó tỉnh lắm. Đó. Thấy không? Nghe mắt có đâu không có đâu mà đừng nghe lời bà. Ngay mặt bà ba đẹp rồi. Nay mặt bà ba đẹp rồi. Đẹp rồi sao? Được 50 triệu. La sắp chung. La nha, lưỡi da lam dẹp rồi nha. Là mới rốt nè, bà xong mới chở đi rốt nè. Rốt một chiều nó tự nhiên bay rồi, ở đeo vàng vậy thôi. Đúng rồi bà xong mới rốt 30 cân. Cái gì vậy vô? Lông nghèo. Chị vậy gắn không nghèo hả? Em ngoan. Không nghèo. Có chịu. Cưa tao lắm mà tao cùng tao đâu có tèo được chả. Biểu diễn qua trực tiếp qua bà. Bạn ca đi với số hôm nay tao mới lạnh nha. Tao mặc đồ đẹp nên cũng cho bà lũ ra làm vậy rồi. Ngày má sinh nhật. Sơn. Bà mười. Chị Trung. Một. Bà mười một. Tháng này có 31 hả? Mốt má ơi. Nhật ai? Thôi bà đó không đi đâu, bà đó bà chân tôi không có đi, bà đi kệ bà. Bà không đi đúng không bà? Trời ơi. Mời sinh nhật bỗng đi tìm lại cho tao đi kém mỗi thôi. Trời ơi kỳ vậy, lực gì kỳ vậy. Trời ơi, ác kệ bà chứ. Bánh là 700 ngàn. Tao bánh là 700 ngàn. Đưa giấy tờ biên lai về cho mày đàng hoàng.
vô đó con. Còn Ngọc Dung nha, 64 tuổi. Đánh tiền luôn đi Dung. Nhưng thơm á. Chơi chơi luôn đi chị Dung ơi. Dung Dung. Chẳng tiền luôn. Nhưng bắt chứ. Bãi liền đi, bãi liền đi. Bãi liền đi. Này tiền thiệt quá bo. 700 luôn. Bắt hay nhưng thơm. Bao nhiêu triệu luôn. Mẹ lấy ít gì chứ? Dứt. Trời ơi, chứ không được cái gì hết luôn. Rồi lấy lại vốn rồi các bán luôn nè. Rồi chị Sương 500 tu 500 nữa nè. Rồi. Quê vốn rồi. Ok. Nó hỗ trợ vô mấy con 1 triệu. Làm nó bán 1 triệu đi. Đó. Bán 1 triệu luôn. Bán 1 triệu luôn rồi xong. Rồi xong đó. Có 1 triệu rưỡi rồi 500 rồi. Đóng xe tôi cũng giặt cho con. Cái gì rửa đâu gạt có 1 triệu mà có 3 người chịu rửa. Biết nhiều gặp nhiều cây. Đi qua chỗ bên kia ngồi nổ không nè. Đi qua bên kia ngồi. Nói mày nghe mày chết. Mày chơi vậy xấu lắm nha. Mày chơi đẹp ở đây có dư tự. Ôi hôm nay mặt bà không muốn gặp mặt ai đi qua bệnh. Ở đây đi má. Nó chưa bắt máy vậy. Đây lấy nhiêu cờ chứ? 300. 300 có chút xíu vậy. Mấy chắc lấy 50 cờ quá. 300 còn. À 300. Lấy gì bán khi nào mới hết? Không đi gấp vui đi chứ, gấp vui năm xị đi. Trời. Bữa nó đi vào 300 giờ mình đi lại 300 rồi. Không có đâu. Chừng nào chưa thấy chưa tin. Rồi. Vì Dũng đeo cái bàn gì nguy hiểm lắm. Đấy ta. Yêu em tử 170. Nó tiêu tao lấy với mày đó. Mày giỡn. Sao nó cho rồi mà sao cứ nói hoài vậy trời. Có, đưa có tao thấy nè. Thì ông tử cho nó mà. Mới bán cái số mà nhiều. Mở hàng hơn. Mới bán số giờ bị mở hàng hơn. Hôm nay bán hơn qua luôn á. Mở hàng bán đắt lắm. Đi. Mày muốn giá chưa? Xúc rồi nè. Chỗ đợt là muốn chỗ nông kìa. Dạ cầm nó không trả chơi với tử 750 là tầm 750 150 170 170 nói 170 giờ rồi 750 uống 170 đó của em mượn hay là em cho kiểu tử cho em kiểu tử cho mượn cho mượn cho mượn sao bữa nghe nó cho mà sao giờ cho mượn qua xe này trước khi ra đường bán có cúng kiến như mày chứ cúng rồi cúng rồi hả muốn nhà ta đi bán nhà đó cúng tâm tài hay sao thì chứ muốn nhà ta đi bán nhà đó bính lộn rồi bán nhà nữa kìa bà Trân mua nhà tôi bà Trân bữa anh Cứ Nguyễn rồi mua đó 12 tỷ nhà ta 8 chị em mua 12 tỷ lấy gì sống ủa chứ giờ bán 8 tỷ có mua không ở đâu quận mấy chị ở đâu cũng chạy á đi đâu rồi quận mấy đi cho em một bánh mua ai vậy trời ơi không mà đặt cho nó cái gì miệng á đi đi qua đặt bên mình xuyên ôi nghe má kêu chạy kìa cháu linh khôn qua bển ngồi mà quay đi còn không quay được cắt nữa hôm nay chức bận đồ mới bán sớm nha mới 10 giờ chức đã lặn lội đi bán
Không đi đâu. Đâu ai quay được chứ. Đây luôn cả nhà buổi sáng nha. Bây giờ chừng buổi sáng đi bán nha. Tại sao sinh nhật lại vô đây? Lý do gì? 10 năm. Xui vậy. Ôi chức mấy năm gì chức? Chức đi đâu vậy? Mẹ cái kêu chức quay quay về làm cái phường bán lại chứ có quay về không? Cơ hội lần cuối cùng. Rồi lần tay nhau nè. Có về làm cái phường bán lại. Quay mà không cho thằng Khoa quay. Khoa đi cầu 4 năm, chồng nó 8 năm. Hai đứa nó trà đầu nhôm lường gạt, vẽ băng tiền. Ủa mày gì chức? Hồi nay nó đi ra ở đặt bệnh làng tự nhiên chồng bà mà chứ tôi phải lo cho chồng bà. Đó hôm nay chức mua trứng gà quay lăn cho chồng thì chết mua trứng gà sống hay chín nó lăn mới được mà cả mua hộp vịt lộn thì chết hộp vịt lộn mới lăn được. Rồi chứ không chồng uống. Rồi chứ mưa pha nước cam cho chồng uống luôn. Đó gì Dung kêu. Gì Dung kêu đừng có gợt cái ổ chim hoài gì chết. Gì chết. Không có ngắm gì chết được. Thương chồng quán cam âu long đồ ha. Ủa đây là âu long nữa. Một người đàn bà vẹn toàn. Rồi. Để mà em nha anh. Bây giờ bên anh bên bộ anh Hiếu 300 chẳng ba chị 350 nha. Anh ơi. Hỏi trả tiền cho chồng luôn nha. Anh ơi giờ bỏ luôn. Mấy ngàn người xem. Năm cái quảng cáo. Đó là đội tiền nó 2.5 thôi. Hai ngàn. Bây giờ bữa nay nó không có quà. Bữa nay nó nói nó hả? Cái lỗ hả? À, điện đi. Chồng bà điện đi. Tôi không có điện đó, tôi không. Đậu đó còn tôi không có sáng chiều trước biết sao mà trước biết hôm nay sao mà xui không? Cho trước mang áo màu hồng. Trời ơi, coi mặt bà ba mới lấy về má, năm bộ má. Lấy đâu chứ? Đó, mang bà ba mà mang cái đôi dép của con cha là thấy quế tèo rồi chứ. Ủa mà trước mang dớ làm gì vậy? Hôm bữa dép này con nhớ mới dục mà. Ừ. Sao đâu ra vậy? Hay là thấy sớm là nên chức không có chữ thề nha. Chứ chiều chiều. Ê, hai cái hộp gà cho chồng tôi. Đâu ra 200 đây? Hỏi gì 200? Chứ gì nữa, lăn nữa hay. Hộp gà phong thủy chứ ơi, 200 cái. 200 cái. Để tôi đi bán đi. Trả tiền lẹ đi kì để ta lăn nữa. Ruột giùm đi vậy hả? Cho anh lăn hả? Ruột của Hà ơi, 15 phút sau mới được. Thì trước ơi, lăn mắt xong rồi. Phải có một cái khăn để quấn, để tôi có khăn sạch nè. Thì trước lấy gì trước chín cây, trước phải lăn lấy gì trước. Lấy gì trước lăn cho ảnh nha. Giáo đồ. Lát tôi mua phút ảnh cho ảnh đây à. Má đi đặt bánh kem lâu rồi. Thôi không quay nữa vậy, không quay cổng đi vậy. Sao kỳ vậy? Ai? Để ngồi đi má. Tối lên đồ đẹp quá, nhìn đéo già luôn, vết lòng luôn. Chất lấy ghế ngồi đi chơi chất. Ta đăng hên ngồi kế xui ta bị heo. Nay mới lấy bà ba về. Ờ, không hỏi, có bị ngang qua hay là bởi không? Nay con Nguyễn bị cái xe banh dập. Chồng tôi cho bỏ khối uống 3 thùng rưỡi, chiến này uống 5 hộp. Sẵn em xách vỏ em nuôi cho anh luôn. Hãy mày mày gửi em đi biết anh đâu biết. Nay sinh nhật bà Sơn đãi ở Lăng Xuyên á. Lăng Xuyên. Bình Xuyên. Má ơi Lăng Xuyên gì bà nội. Lăng Xuyên. Có chồng bà Trân đi nữa không thế chồng con. Ta phải nói đúng ngày cái 30. Gì 30 mà đi đặt bánh kem sớm vậy má. Nay 28 rồi, mới muốn ăn rồi. Bánh kem mới lúc nào cũng có. Ờ, đồ mình có phải không
chị Trúc. Ê, anh Vinh ảnh lên đồ đẹp nhìn đéo da luôn à. Không ai nhìn da tao cười chết. Trước này sau này chúc cười vậy. Ủa chồng bị té mà sao vui gì chứ? Vui ta về ta nói thôi đi cắt xe đi nha để xe lại đéo chị nè. Cãi vợ đuối đè. Cãi hay là vú đè hả? Ta nói thôi đi về xe ra. Bữa giờ anh đi về biết bao nhiêu lần đâu té đâu. Bữa đó ra mà té đi tao hỏi hỏi. Rồi, cỡ lại giật cổ quốc ra. Rồi. Đòi uống gì vậy? Dạ, không uống. Trời, không uống, không uống. Tao uống vậy đó. Tao đang uống vậy vô. Nè, mua đây còn 2 cờ nè. Hay trong vỏ còn 300 cờ. Còn này số mới mua không? Mua số mới không? Có này chứ bán rất là sớm. Có số mới nè mua không? 67 lửa 34 59 con bướm nè lấy không? 91 trời ơi nãy ông nào hỏi 91 mà nói không có. Có số 15 không trước? Có. Có không? Có 15 không? Có lấy con 2 tờ. Thấy gì mà lấy 15 nha? Thì chức hay nói có lắm là lóc lục ra không con. Chức nói mặt khoai giống con chuột hết nên con lấy số 15. Thôi 8.000. Nãy đưa nhiều. Đưa 50. Năm 4 5 6 7 8. Ấy, ấy lộn lấy lộn. Trời ơi. Số 15 đâu? Đưa 3 cỡ, đưa 3.000. Nó đưa nhiều. 25. Đưa 50. Có nè má, đưa bà nhớ 30 mà mày cứ hỏi hoài à. Nè 8.000. Ủa, đưa 50 mà. Có nè má. Cứ nhiều cho ông xin thêm miếng đi trà uống. Rồi bữa nay giờ ra 10 giờ sáng là chỉ bán cái 10 giờ tối mới hết đó. Hết giờ. Đấy, tuổi. Thấy giữ cái ví. Quay đi có tiền không? Quay có tiền không? Có tiền luôn. Đâu đưa đây ở chung với Hoa nè. Ờ đúng rồi, cái này gì chắc chuẩn bị lên chung nè. Ông Diều lấy em hả? Ly cà phê sữa đi. Mày có chữa với hơn là uống cà phê sữa mà. Có chữa với hơn mày. Rồi chứ có vô thăm không? Không. Sao vậy? Rồi, sư chứ phủ. Sư phủ vàng gì? Nói con đạo gì chứ vậy? Chờ cảnh bị không? Tẩy ra hả? Alo.